Pháp sư Trung Hoa đã tạo ra một chiếc xe hơi mà nhờ vào hệ thống treo độc đáo của nó có thể làm những điều không tưởng. Trong một bài kiểm tra so sánh, một chiếc xe sang Maybach S58 không có giá trị hơn 220.000 đô đang cố gắng lái qua những gờ giảm tốc, đồng thời có nhiều ly rượu được đặt trên nắp capo. Vậy nhưng, dù mang tiếng là mẫu xe sang trọng và thoải mái, Maybach cũng khó có thể di chuyển một cách êm ái mà không làm đổ một giọt nào. Nhưng ngay khi đến lượt kiểm tra chiếc NIO ET9, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Nhờ vào khung gầm Skyride thông minh với hệ thống treo điện tử thủy lực, chiếc xe điện có công suất 707 mã lực, có thể di chuyển dễ dàng trên tuyết và vượt qua các ổ gà trên đường một cách mượt mà nhất có thể. Hơn nữa, chiếc NIO ET9 có giá chỉ hơn 110.000 đô.